em nha. Nay sáng sớm hôm nay là tiếp tục đi cưa cao su mọi người. Đêm qua thì trời mưa, nước nuôi lênh láng rồi mọi người. Bây giờ là 7 giờ sáng ngày 28 mọi người. Đi đổ tiếp một cây. Cây rất dài nha mọi người, rất là cao luôn. Bây giờ sẽ hào một cái thịt lớn. Cái cao su rất là lớn luôn. Này quả hơn 1 tấn bao bì nha mọi người. Đi tổ thờ cưa này là đến từ Kon Tum, ở đấy là anh Bình này. Anh Bình đến từ Kon Tum. Được rồi, đặt hết rồi. Đó, anh Bình đến từ Kon Tum đây. Rớt luôn đấy, lỡ nó cây này nó dính nên phải đốn để cho nó rớt luôn nha mọi người. Được rồi, dừng được rồi. Mắc rồi. Ở gầy đó, không rượt, không gầy đâu. Không gầy đâu, treo luôn, luôn lặng. Mọi người, hôm nay đội quân quỷ đi rất đội quân bao bì luôn. Đội quân quỷ cắt trước bao bì đi sau. Đổ trước đổ xuống quỷ chưa bao bì chưa cắt rồi, quỷ đã cắt rồi mọi người.
Chuẩn bị đây một xe thôi. Chừng này khoảng 4,5 tấn thôi. Đây là các bạn đội cưa này đến từ Kon Tum, Đắk Lắk Kon Tum mọi người nhé. Đây là anh Bình này.